cũng được ha, ngay cầu mà chạy ngược chiều qua luôn, bỏ tay. Đúng là chỉ có Việt Nam mình mới làm được điều này thôi. Các anh các chị đây ha, ngược chiều qua luôn, sợ gì? Xe người ta đang lên, xe tải người ta đang lên hả? Ban luôn. Bỏ tay rồi chứ. Không tin được luôn á. Thật sự cái này là mình không tin được luôn á. Chỉ có Việt Nam mới có được thôi. Bỏ tay luôn. Ngay dốc cầu, ngay dốc cầu vừa đang lên xe tải chạy đông 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 lên. Mấy anh mấy chị ở đây cứ băng qua hẳn nhiên luôn. Qua đây dứt xem ra. Thật sự là mình không thể tin được luôn. Cực kỳ nguy hiểm luôn. À, các bạn thấy xe du lịch chạy lên đùng 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 đùng, xe Honda chở con cỡ cái nè, chở em bé nữa chứ. Đó. Làm như vậy làm cũng được nữa, chi vậy ta? Đó, có cực kỳ nguy hiểm không? Mà luồn lương qua vậy như vậy nữa nè. Bữa nay mình vô tình mình đi sớm mình phát hiện này thôi. Ồ, đây là đó giờ mình mới thấy cảnh này luôn á. Đó, xe tải lên vậy đó, đó mà dắt ra vậy đó. Không tin được luôn á. Đây. Xe dưới sao anh đi được? Đang kẹt dưới đó ta. Đây cái này là rinh xe qua luôn nha các bạn. Có cái lỗ chút xíu vậy mà chui qua luôn, quá dữ.